Xin chào tất cả các bạn của Nông nghiệp Việt. Chắc hẳn các bạn đều đã khám phá cách người Nhật chế biến các loại hải sản cực độc như cá nóc và rắn biển để làm thực phẩm rồi. Tuy nhiên, vẫn còn vô số các loại sinh vật có độc khác được người Nhật đánh bắt và chế biến. Trong đó có một loài cá đặc biệt là cá sư tử. Chúng không chỉ có độc mà còn được coi là loài xâm lấn gây hại đến các vùng biển trên khắp thế giới. Vậy ngày hôm nay, hãy cùng Nông nghiệp Việt khám phá cách người Nhật đánh bắt và chế biến cá sư tử nhé! Người Nhật thu hoạch và chế biến loài cá biển xâm lấn bằng cách nào? Cá sư tử có nguồn gốc từ Ấn Độ Dương và một số vùng ở Thái Bình Dương, bao gồm cả vùng biển của Nhật Bản, mang vẻ bề ngoài ấn tượng với nhiều màu sắc sặc sỡ nhưng có nhiều gai độc. Cá sư tử đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với mọi loài khác ở vùng biển Caribe và Nhật Bản. Ngư dân ở các khu vực đã nỗ lực kiểm soát quần thể cá sư tử bằng cách đánh bắt và tiêu thụ chúng. Tại Nhật Bản, các phương pháp đánh bắt hiện đại và truyền thống đều được sử dụng để thu hoạch cá sư tử. Tuy nhiên, không thể áp dụng một số phương pháp câu cá thông thường, việc câu cá gần như không có hiệu quả và những người ngư dân cần phải lặn xuống ở độ sâu mà cá sư tử sinh sống để bắt chúng. Cách tốt nhất để bắt cá sư tử là sử dụng lao, những người ngư dân mặc đồ lặn và trang bị giáo hoặc sào để lặn xuống đáy biển. Họ di chuyển đến các địa điểm có quần thể cá sư tử đông đúc. Loài cá này thường bơi chậm và ít có khả năng phòng vệ tự nhiên trước con người, khiến chúng tương đối dễ bắt bằng lao. Nhiều thợ lặn cũng sử dụng lưới cầm tay để bắt cá, nhưng phương pháp này tương đối nguy hiểm vì những chiếc gai độc mà cá sư tử thường dùng để phòng vệ. Gai độc có thể khiến thợ lặn bị thương, vì vậy họ phải sử dụng thiết bị và kỹ thuật đặc biệt để đảm bảo an toàn trong quá trình này. Ngư dân có thể sử dụng những chiếc bẫy đặc biệt để bắt cá sư tử. Những chiếc bẫy này thường được đặt ở các khu vực có quần thể cá tụ tập. Phương pháp này rất hiệu quả và an toàn đối với ngư dân và có thể sử dụng trong thời gian dài mà không tốn nhiều công sức. Tại nhiều vùng có quần thể cá sư tử phát triển vượt mức, ngư dân Nhật có thể tổ chức các chiến dịch đánh bắt có mục tiêu. Những hoạt động này thường được chính quyền địa phương và các tổ chức môi trường hỗ trợ để giảm quần thể cá sư tử và ngăn ngừa thiệt hại thêm cho hệ sinh thái biển địa phương. Đánh bắt cá sư tử không chỉ diễn ra ở Nhật Bản, nó còn được thực hiện ở nhiều khu vực biển Florida và Caribe, bởi các khu vực này có quần thể cá sư tử phát triển rất mạnh mẽ và gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái cùng các loài thủy hải sản khác. Không hề có bất kỳ giới hạn nào về việc đánh bắt cá sư tử ở Florida, kể cả mục đích thương mại hay bắt cá thể thao. Điều đó làm cho khu vực này trở thành nơi tuyệt vời cho những người đam mê săn bắt cá thể thao, muốn tìm kiếm nhiều chiến lợi phẩm. Tại vùng biển Caribe, cá sư tử xâm lấn và phá hoại các rạn san hô, gây ra nhiều vấn đề cho các hoạt động du lịch. Các nhà nghiên cứu về môi trường cho rằng, chỉ cần một con cá sư tử sống trên một rạn san hô có thể làm giảm sự hiện diện của các loài cá bản địa xuống gần 80%. Điều này tác động đến nguồn thực phẩm và thu nhập của nhiều người. Do đó, Caribe cũng đẩy mạnh các biện pháp đánh bắt để kiểm soát cá sư tử. Việc đánh bắt cá sư tử mang lại lợi ích rất lớn cho cộng đồng ngư dân ven biển. Nó hạn chế sự phát triển quá mức của loài cá này, giúp khôi phục các rạn san hô và cân bằng hệ sinh thái. Loài cá này cũng có thể trở thành một nguồn hải sản phổ biến trong tương lai, tạo ra động lực kinh tế cho ngư dân và biến một loài xâm lấn thành mặt hàng có giá trị. Để thực hiện được điều này, cần khuyến khích các cộng đồng tiêu thụ thịt cá sư tử. Hiện nay, thị trường tiêu thụ thịt cá sư tử còn nhiều hạn chế, chủ yếu ở Nhật Bản, một số bang ở Mỹ và khu vực Caribe.
Sau khi đánh bắt, cá sư tử được vận chuyển đến các cơ sở tiêu thụ, chủ yếu là các nhà hàng. Mặc dù vây của cá sư tử có độc, nhưng bản chất thịt của chúng rất thơm ngon và được tiêu thụ làm thực phẩm. Thịt cá sư tử có màu trắng, xốp và được coi là khá ngon, tương tự như các loại cá san hô khác như cá hồng hoặc cá mú. Phần quan trọng nhất trong quá trình chế biến cá sư tử là xử lý cá cẩn thận để tránh gai độc. Những cái gai này có thể gây ra vết đốt đau đớn. Do đó đầu tiên cần loại bỏ các gai độc nằm trên vây lưng, vây bụng và vây đuôi của chúng. Sau khi loại bỏ gai, cá sư tử được đánh vẩy và loại bỏ nội tạng như bất kỳ loại cá nào khác. Sau đó được làm sạch và phi lê thành nhiều lát thịt mỏng. Ở Nhật, cá sư tử được chế biến theo nhiều cách khác nhau như sashimi, nướng hoặc chiên, tùy theo khẩu vị của thực khách. Cá sư tử có hàm lượng axit béo omega 3 cao và hàm lượng kim loại nặng thấp. Nó an toàn cho người già, phụ nữ có thai và trẻ em. Do đó, đây là loại hải sản được khuyến khích sử dụng để bổ sung protein và axit béo. Nếu biết cách chế biến, sẽ giúp tạo ra một bữa ăn an toàn, ngon miệng và lành mạnh. Nếu nước Mỹ đang đau đầu vì nạn xâm chiếm của lợn rừng và cá châu Á, thì nước Anh cũng đang phải đối phó với nạn chim hoang dã xâm lấn. Nhưng ở một châu lục có duy nhất một quốc gia cũng đang đau đầu vì loài xâm lấn đáng sợ không kém, đó là Úc với hàng trăm triệu con cua đỏ di cư hàng năm. Chúng lan tràn trên những con đường và cánh đồng. Vậy, loài cua đỏ phát triển như thế nào và người dân xử lý chúng ra sao? Mời các bạn hãy theo dõi hết video ngày hôm nay nhé! Nước Úc đau đầu vì hàng triệu con cua đỏ tràn ngập khắp nơi. Nhìn hình ảnh này, có lẽ bạn sẽ cảm thấy sợ hãi khi số lượng cua đỏ rất lớn cùng di chuyển tràn lan trên đường. Đây là một loài cua đặc biệt ở nước Úc và chúng sinh sống trên hòn đảo Giáng sinh. Mỗi năm vào mùa Giáng sinh cũng là lúc cua đỏ sinh sản, chúng bắt đầu di chuyển ra biển để đẻ trứng. Chính vì vậy, hàng năm có khoảng hơn 50 triệu con cua đỏ xâm lấn trên khắp những con đường, gây ảnh hưởng đến giao thông và môi trường. Bạn đừng nghĩ chúng không có ảnh hưởng gì vì lớp giáp xác của cua đỏ rất cứng và có thể làm hỏng lốp xe ô tô hay các phương tiện giao thông khác. Với số lượng lớn như vậy, tại sao người Úc không ăn loại cua này để giảm thiểu số lượng của chúng? Có lẽ nhiều người sau khi nhìn thấy những con cua đỏ đã nghĩ ngay đến việc bắt chúng về để ăn. Tuy nhiên, bạn nên quên đi những món cua ngon lành vì cua đỏ được các nhà khoa học chứng minh rằng có thịt rất độc. Cua đỏ Úc không thể ăn được vì trong cơ thể chúng có một loại axit fumic độc hại đặc biệt có thể gây tổn thương niêm mạc ruột nếu ăn phải.
Thêm một nguyên nhân chính là luật Úc quy định không được đánh bắt cá, tôm, cua nội địa. Điều này đồng nghĩa với việc không được ăn cua đỏ. Vì vậy, mỗi năm có hàng chục triệu con cua đỏ lan tràn và xâm lấn cả thành phố. Và tất nhiên, mọi người cũng không thể làm gì khác để ngăn chặn điều này. Hơn thế nữa, người dân trên đảo Úc coi cua đỏ là biểu tượng, niềm tự hào và là điềm lành. Để giảm thiểu lượng cua bị chết do đụng độ với các phương tiện giao thông, người ta thậm chí còn tạo ra cầu vượt riêng giúp cua băng qua đường an toàn. Nhiều phương tiện bị cấm hoạt động tại các cung đường cua đỏ đi qua mùa di cư. Cua đỏ là loài rất hiền lành, chúng không bao giờ tấn công con người và các loài động vật khác. Thức ăn của chúng chủ yếu là lá cây khô, quả khô rụng và thỉnh thoảng ăn xác của các loài sinh vật khác. Tuy số lượng lớn nhưng cua đỏ là những nhà sinh thái tuyệt vời, phân của chúng còn giúp đất rừng màu mỡ. Vị thế của cua đỏ trên thế giới rất cao, mặc dù cua đỏ xuất hiện trên đường phố với quy mô lớn, nhưng quần thể loài này cũng đang giảm dần ở mức độ khác nhau. Để bảo vệ cua đỏ tốt hơn, không được phép giết cua đỏ, đây là cách tốt nhất để duy trì quần thể một cách hiệu quả. Đồng thời, cua đỏ đảo Giáng sinh là loài độc quyền ở Úc. Để duy trì sự cân bằng sinh thái địa phương, đất nước này rất coi trọng việc bảo vệ loài cua đỏ. Sự tồn tại của nó có thể bảo vệ tốt hệ sinh thái và bảo vệ trái đất. Cua đỏ chỉ được tìm thấy ở đảo Christmas và quần đảo Cocos ở Ấn Độ Dương, nghĩa là nó không được tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Cũng nhờ thế mà mỗi năm, nơi đây thu hút số lượng lớn khách du lịch đến tham quan và chiêm ngưỡng mùa di cư của cua đỏ. Người dân ở Úc đều chung tay bảo vệ loài xâm lấn đặc biệt này. Họ không cho phép bất kỳ cá nhân nào có hành vi đe dọa đến sự sinh tồn của loài cua này. Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng những đàn cua đỏ di cư thì hãy đến Úc tham quan và trải nghiệm nhé. Nơi đây có những biển đảo và khu du lịch sinh thái nổi tiếng với vô số động thực vật kỳ lạ. Đảm bảo bạn sẽ có một kỳ nghỉ đáng nhớ. Tại Cuba, loài cua đỏ thuộc họ Gecarcinus ruricola cũng bắt đầu cuộc hành trình di cư của mình từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm. Khi đó, chúng tràn lan trên các con đường và đô thị, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các phương tiện giao thông tham gia trên đường.
Thật không may là loài cua này chứa độc tố gây hại cho sức khỏe con người, nếu không thì nó có khi lại rơi vào danh sách nguy cơ đe dọa tuyệt chủng rồi đúng không các bạn? Hoặc giả dụ như loài cua đỏ này có mặt tại Việt Nam thì cũng không biết loài cua này nó có kết cục như thế nào với những thánh phẩm ăn nữa. Và bây giờ, các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá điều thú vị tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé! Đừng quên bấm like, đăng ký để nhận thông báo mới nhất. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn!